Buổi thi quý, xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mình đang có mặt tại chân núi Đức Mẹ Măng Đen. Và bây giờ thì mình mời các bạn kính viếng Đức Mẹ nha. Để thánh lễ diễn ra một cách khớp trắng và trang nghiêm thì quý khách hành hương chúng ta tắt điện thoại và để điện thoại ở chế độ rung. Xin thưa quý khách hành hương, trong khi cử hành thánh lễ, xin ban trật tự và ban thiêu nhi thánh thể chúng ta tuyệt đối không để ai lên thăm viếng mẹ, chỉ đơn mẹ trong khi cử hành thánh lễ. Sau thánh lễ thì xin mời tất cả quý ông bà và anh chị em xuống phía dưới tầng hầm nhà thờ. Chúng tôi có chuẩn bị bánh tét, bánh in
và hoa quả để chung vui ngày Tết. Đặc biệt là quý ông bà và anh chị em người đồng bào sắc tộc thì chúng tôi chuẩn bị ở dưới đó một cái chu đáo, xin mời mọi người xuống chung vui với chúng tôi trong những dịp ngày Tết tới. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau khi cử hành thanh lễ và mọi người lên thăm viếng mẹ và muốn mang lộc mẹ mang về, chúng tôi đã có chuẩn bị hoa ở cổng trước Đức Mẹ và cổng sau Đức Mẹ. Thì ai muốn lấy lộc của Đức Mẹ hoa mang về thì xin mọi người lấy hoa ở trước cổng trước và cổng sau. Xin quý khách hành hương vui lòng không lấy hoa ở xung quanh khu vực vòng tròn Đức Mẹ. Chúng tôi đã cử người mang hoa ra cổng cho mọi người lấy. Xin không rút, không bứt hoa ở trong khu vực linh đài Đức Mẹ. Xin quý khách hành hương, chúng ta lên thăm Đức Mẹ và để ý trong vấn đề vệ sinh trật tự, xin mọi người giữ cho khuôn viên trung tâm hành hương được sạch sẽ, và để ý trong vấn đề móc túi, xin quý khách hành hương để ý trong vấn đề bảo vệ tài sản của mình. Hold green please, turn your mind off and don't go to the shrine of our lady during mass. Have a cup of tea with us downstairs after mass. Thank you. Hold green please. Turn your mobile off and don't go to the train or out daily during mass. Have a cup of tea with her downstairs after mass. Thank you. Kính thưa cộng đoàn, từ lời chứng vâng trước thánh ý Thiên Chúa, qua biến cố truyền tin, Đức Maria hằng liên kết mật thiết với Chúa Giêsu con mẹ. Từ dinh Pilato cho đến núi Thọ, từng bước mẹ đã theo con cho đến khi hoàn tất và mai táng. Vì thế, Hội Thánh đã xưng tụng mẹ là đấng đồng tu cứu chuộc loài người. Ôi mẹ Maria, mẹ ơi! Trần gian có bà mẹ nào phải đau thương hơn mẹ? Khi đứng dưới chân thập giá, nghe những lời chăn trối cuối cùng của con như mà suốt đời đã làm mọi điều tốt lành, để giờ đây được trả ơn bằng cái chết đau thương nhục nhã như vậy chăng? Mẹ đã chấp nhận tất cả để dâng những con yêu cho Thiên Chúa. Lời tiên ngôn năm kia, giờ đây mẹ lại cùng Chúa Giêsu, con yêu dấu hiến tế trên bàn thờ, bằng lòng sám hối ăn năn và đền tạ. Chúng ta đốt sáng nhiệt dân với mẹ thánh lễ hôm nay, để công trình cứu độ được tiếp tục thực hiện. Kính mời cộng đoàn đến. Giới thiệu
cùng hiện diện với chúng ta ở đây có Đức Cha Phêrô, nguyên giám mục giáo phận Kon Tum, và cùng đồng tế với ngài có Cha Quảng Điền Gia Lai và Cha nguyên giám đốc chủng viện Thừa Sai Kon Tum, cùng một số cha trong hạt Pleiku, và đặc biệt có sự hiện diện của hai cha của giáo phận Xuân Lộc, đó là Cha Tuấn và Cha Chí, và có sự hiện diện của hai cha của giáo phận Quy Nhơn, đó là Cha Ngọc và Cha Linh, cùng toàn thể quý ông bà anh chị em ở khắp nơi về cùng tham dự thánh lễ tạ ơn đầu năm hôm nay. Chúng ta cùng chào đón nhau bằng một tràng pháo tay. Giờ đây kính mời cộng đoàn cùng sốt sáng tham dự thánh lễ. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin an của Chúa hàng ở cùng anh chị em. Không, giờ con đứng đi. Về con đứng đi, con ở đây với cô nghĩa là. Lạy Chúa xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Tôi là nơi Chúa.
tôi mừng vui đời ơi trong nắng thương của đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và các anh em ông này. Salomon sinh Rechabam, Rechabam sinh Abija, Abija sinh Asam, Asa sinh Jehoshaphat, Jehoshaphat sinh Joram, Joram sinh Uzziah. Uzziah sinh Jotham, Jotham sinh Achaz, Achaz sinh Chiddekiah, Chiddekiah sinh Manasseh, Manasseh sinh Amon, Amon sinh Josiah, Josiah sinh Jeconiah và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Jeconiah sinh Samtien, Samtien sinh Jerubbaven, Jerubbaven sinh Abihud, Abihud sinh Anjakin, Anjakin khổ đau của Chúa Giêsu con mẹ, mà mẹ cảm thông và đem chúng ta những con người còn ở giáo hội lữ hành này, lắm khi cũng gặp những khổ đau, đem chúng ta đến với Chúa Giêsu con mẹ để dưới chân thập giá chúng ta cũng đặt tất cả niềm hy vọng của chúng ta, mọi đau khổ, mọi nỗi mừng vui cho Chúa Giêsu con mẹ.